siêu phẩm hôm nay 5 tỷ 950 triệu đồng. Một siêu phẩm vừa mới hoàn thiện xong, vị trí trục đường 7 mấy năm, căn nhà vô cùng hiện đại, sang trọng, thiết kế mẫu mã 2024 rất là đẹp cho quý anh chị. Căn nhà hôm nay chúng tôi có bảo hành cho quý anh chị 2 năm cũng như là bảo trì trọn đời luôn. Vị trí tọa lạc hôm nay là đường 75, vỉa hè 4m1 bên. Căn nhà hôm nay nằm tại khu dân cư đường Đặng Huy Trứ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đường xá sạch sẽ, hai bên có hai hàng cây. Đường lòng đường 75 cho quý anh chị, vỉa hè 4m1 bên. Với diện tích căn nhà hôm nay là 86m2, chiều ngang 4m5, chiều dài hơn 19m. Căn nhà hôm nay nằm hướng đông. Vị trí căn nhà hôm nay chúng ta đi ra biển Nguyễn Tất Thành chỉ mất 300 mấy cho quý anh chị ha. Một căn nhà với vị trí vô cùng tuyệt vời cho quý anh chị chúng ta định cư nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư. Trước nhà chúng ta không có cống, không có trụ, rất là sạch sẽ, đẹp. Vị trí căn mặt tiền phía trước này với gam màu cam, nhà nhà rất là dễ chịu cho quý anh chị ha. Căn nhà hôm nay thì phù hợp với tất cả mọi người luôn, từ gam màu, từ thiết kế, không gian, phù hợp với tất cả chúng ta, đại gia đình chúng ta. Căn nhà với 86m2, xây dựng full 3 tầng, full 3 sàn cho quý anh chị ha. Tổng diện tích xây dựng lên đến là 230m2. Chúng ta có sân gara ô tô, 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ và sân phơi. Phía trước sân gara ô tô này chúng ta đậu xe 7 chỗ vô tư cho quý anh chị. Thiết kế hai bên rất là sạch sẽ, thông thoáng. Căn nhà thì có thiết kế phòng ngủ dưới cho người lớn tuổi, phù hợp cho gia đình chúng ta có nhiều thành viên, nhiều thế hệ vẫn ta vẫn có thể định cư tốt ha. Đây là không gian phòng khách của ngôi nhà với lối thiết kế không gian chủ đạo lấy gam màu trắng từ nền cho đến các vách tường, kèm theo điểm nhấn trang trí, tạo nên một căn nhà rất là tuyệt vời như thế này. Đảm bảo quý anh chị chúng ta đến xem được tiếp ha, chúng ta sẽ phải mê. Căn nhà như thế này thì quá phù hợp cho quý anh chị nè. Giá bán là chỉ 5 tỷ 950 triệu cho quý anh chị. 5 tỷ 950 triệu, vị trí gần biển, ra biển 300m. Đặc biệt chúng ta đi ra chợ hải sản rất là gần ha. Chợ hải sản ở đây là chợ rẻ nhất của thành phố Đà Nẵng luôn. Cách nhà chúng ta tầm cũng 300m thôi. Với công năng cũng như là không gian căn nhà thiết kế có rất là nhiều ánh sáng. Chỗ này chúng ta có một giếng trời. Sau nhà thì chúng ta sẽ có thêm một không gian giếng trời nhỏ và khu vực thoát hiểm phía sau. Một căn bếp khá là lung linh nha quý chị ha, gam màu sáng, tạo cho trong bếp chúng ta quá là ấm cúng luôn. Tất cả các đồ dùng trong căn nhà hôm nay đều được để lại cho quý anh chị ha. Bán full nội thất như trong video thứ 9 gửi đến quý anh chị. Không mang theo bất cứ cái gì cả. Quý anh chị chúng ta chỉ cần xách vali vào ở thôi. Một căn nhà rất là tuyệt vời, đầy đủ hết rồi. Giá bán chỉ 5 tỷ 950 triệu thôi quý anh chị. Và quý anh chị chúng ta chỉ cần có tầm khoảng 3 đến 4 tỷ chúng ta vẫn có thể sở hữu căn nhà hôm nay. Bây giờ tôi chiến sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng với lợi suất tốt nhất hiện nay là 5% trên 1 năm. 5% trên 1 năm đúng rồi quý anh chị. Lãi suất hiện tại đang khá là tốt, quý anh chị chúng ta có thể mua nhà đầu tư hoặc là định cư cũng khá là tốt ha. Phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực phòng vệ sinh. Và tiếp đến là khu vực không gian phòng ngủ phía dưới. Không gian phòng ngủ thì chúng ta thiết kế có một khoảng không gian mảng xanh trồng cây. Khu vực tủ quần áo, thiết kế tủ quần áo thì phong cách gỗ lùa
phong cách Nhật Bản như quý anh chị ha. Tất cả các nội thất như trong video gửi đến quý anh chị, phòng ngủ chúng ta đều có giường, tủ, chăn, ga, gối đệm, bàn trang điểm, v.v. Sau nhà chúng ta đều có lối thoát hiểm riêng. Vâng, đảm bảo quý anh chị chúng ta đến xem trực tiếp căn nhà hôm nay chúng ta sẽ phải mê. Một căn nhà khá lý tưởng cho quý anh chị ha. Một khoảng tiểu cảnh nhỏ phía sau làm tô đậm thêm một trong những điểm nhấn khá là đẹp cho ngôi nhà. Tất cả các thiết bị điện như trong video gửi đến quý anh chị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, tất tật đã sẵn sàng. Chúng ta không cần sắm thêm cái gì nữa. Đây là một trong những mẫu mã thiết kế khá là đẹp vào thời điểm này. Mẫu mã rất là sang trọng năm 2024 gửi đến quý anh chị. Và quý anh chị đang xem trực tiếp trên kênh Nhà Thất Tứ Chiến, nếu quý anh chị thấy video căn nhà hôm nay hay, nhà đẹp thì hãy để lại Tứ Chiến cho một like, một share, một đăng ký kênh nha. Một căn nhà hôm nay thì giá bán cũng khá là vừa phải cho quý anh chị. Năm thì 950 triệu chúng ta vẫn còn thương lượng với chính chủ. Bán thì bán đến công chứng nha quý vị ha. Bên bán chịu phí công chứng và bên mua sẽ chịu các lượng phí còn lại. Một căn nhà với thiết kế diện tích là 86m², thiết kế một trệt và hai lầu, đầy đủ công năng cho quý vị. Mẫu nhà này thì mẫu khả năng sẽ bán rất là nhanh trong tương lai gần. Cho nên quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu mua nhà đất tại phố Đà Nẵng thì có thể liên hệ Tứ Chiến nha, để chúng tôi có thể dẫn quý anh chị xem trực tiếp căn nhà hôm nay. Căn nhà với thiết kế các không gian cũng như là công năng phòng rất là hoàn hảo luôn. Với gam màu trắng từ nền cho đến vách tường. Không gian cầu thang được lan can màu đen tạo điểm nhấn cho căn nhà. Đây là khu vực không gian tầng 2. Không gian tầng 2 chúng ta có một khoảng phòng khách nhỏ, phòng vui chơi nhỏ ở đây và sẽ là phòng ngủ phía sau này và phòng ngủ phía trước. Tất cả các nội thất phòng ngủ thì chúng ta được thiết kế như nhau quý vị ha. Không gian phòng ngủ này thì thiết kế 25m². Nhìn rất là sang trọng. Kết hợp với tông màu vàng của gỗ tạo nên chúng ta một căn nhà khá là tuyệt vời. Một gam màu này thì phù hợp với tất cả chúng ta. Thiết kế mỗi phòng ngủ chúng ta đều có một toilet bên trong. Toilet bên trong chúng ta đều có khu vực không gian tắm thì chúng ta sẽ có vách kính ngăn riêng. Đây, mỗi phòng ngủ chúng ta đều có không gian giếng trời để lấy ánh sáng và lấy gió. Nói chung căn nhà hôm nay thì chúng ta không còn gì phải bàn nữa, không có gì điểm nào điểm trừ cả quý anh chị. Căn nhà này chúng ta không cần bật điện, chúng ta vẫn có thể thấy ánh sáng rất là nhiều ha. Giếng trời khá là nhiều, ở giữa nhà cũng có, trước nhà và sau nhà cũng có. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với căn phòng ngủ đẹp nhất và diện tích lớn nhất của căn nhà hôm nay. Phòng ngủ này lên đến là 45m². Thiết kế phòng thay đồ, phòng toilet và phòng ngủ riêng rất là rộng rãi luôn. Căn nhà bán để lại toàn bộ nội thất như trong video gửi đến quý chị ha. Quý chị nhớ ấn like, đăng ký kênh ủng hộ Tứ Chiến nha. Căn phòng master thì luôn luôn chúng ta sẽ có một khoảng không gian
ban công. Căn nhà này thiết kế ban công khá là rộng rãi cho quý vị chúng ta có thể thư giãn. Một trong những cái view khá là đẹp trong căn nhà hôm nay. Một căn phòng giá trị ha. Một vị trí cũng như là con đường, đường xá sạch sẽ. Căn nhà đẹp, dân cư dân trí cao. Một trong những yếu tố hàng đầu của quý anh chị chúng ta có thể có nhu cầu định cư tại Đà Nẵng ha. Với giá bán là 5.950.000 đồng. Căn nhà hôm nay giá bán này đang rất là tốt cho quý anh chị. Nếu quý anh chị chúng ta muốn trực tiếp tham khảo, trực tiếp xem, hãy gọi cho tôi Chiến để chúng ta sắp xếp xem căn nhà này nhé. Căn phòng vệ sinh thì thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế luôn quý chị ha. Các không gian đều được ánh sáng thoáng, rộng rãi, hài hòa. Quý chị muốn mua nhà thì hãy nhanh tay gọi tới Chiến để chúng tôi sắp xếp nha. Căn này thì khả năng bán rất là nhanh. Chúng ta sẽ di chuyển lên tiếp tục không gian cuối cùng trên tầng 3. Trên này thì chúng ta sẽ có hai khu vực chính là phòng sân phơi, phòng giặt và phòng thờ. Khoảng không gian phía sau được làm khung sắt và che mái rồi quý vị ha. Khu vực này thì dành cho chúng ta phơi đồ. Có sẵn lối thiết kế để chúng ta lên mái luôn quý vị. Khu vực không gian này thiết kế khá là rộng rãi, lên đến là 25m². Mỗi căn nhà chúng ta sẽ có một không gian phơi đồ như thế này thì khá là tiện lợi cho chúng ta. Chúng ta di chuyển đến phía trước. Nói chung căn nhà này thì diện tích khá là rộng rãi luôn cho chúng ta bố trí công năng. Phía bên này chúng ta là một phòng kho nhỏ ha. Phòng kho chúng ta có thể để đồ linh tinh ở đây. Phía trước là chúng ta này thì không gian cuối cùng phòng thờ. Khu vực phòng thờ thiết kế khá là rộng luôn. Vâng quý vị, chúng ta có thể để lại một like hoặc một comment để cho Tư Chiến biết quý vị chúng ta đánh giá căn nhà như thế nào ha. Một căn nhà này thì bán với giá này thì khá là tốt rồi quý vị. Đường rộng rãi, đường 7m5, vỉa hè 4m một bên, giá bán là 5.950. Vẫn còn thương lượng cho quý vị tìm kiếm muốn mua. Gần biển, ra biển 300m thôi quý vị, ra chợ hải sản cũng 300m. Rất là gần luôn. Gió biển ở đây thì khá là mát luôn.